Tôi là Thoại. Tôi có một mối tình rất đẹp. Và mối tình đẹp nào cũng vậy, sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra cho đến khi nó xảy ra chuyện. Vậy anh có định là hai đứa mình có con với nhau không? Không, anh chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi có uống thuốc người thai mà, làm sao mà 8 tuần nữa. Thuốc này là thuốc giả đó. Vợ tao bỏ nhà đi cậu không lo. Ủa mà vợ mày bỏ đi chứ có phải vợ tao đâu mà tao lo. Cãi cha cãi mẹ. Bây giờ mày sáng mắt chưa? Phải nè, mày bớt tiếp cận Nhã Linh lại nha. Tao không thích. Từ khi nào mà con vợ mày nó lại khoái cái loại nhiều bánh thế nhỉ? Bây giờ tao phải làm gì đây? Mày không thể xài chiêu kinh điển mà mình phải triển cái chiêu kinh khủng. Thoại tinh tế quá kìa. Anh thấy Quý Khánh vừa mới tặng gà rán là tặng ngay con gà cúng luôn á. Anh làm gì đây vậy? Ủa Linh, em cũng có khám ở đây nữa hả? Sao anh theo tôi hoài vậy? Nhà anh hướng này mà. Thì anh về đi. Anh đang trên đường về nhà. Ai kỳ vậy? Anh theo dõi em hả? Vô tình đứng đụt mưa thôi. Trong tình yêu không có đúng hay là sai, thằng nào dai là thằng đó thắng. Trời. Dạ con nghĩ Linh không thích ăn cá đâu bác. Vậy đi. Gia đình tao thích ăn cá. Đi. Ông nội bà ngoại tao thích ăn cá. Sao tự nhiên anh xuất hiện đây vậy? Thì nó lạc trôi tới đây. Anh trôi bằng gì tới đây? Cơn mưa mùa hạ trôi anh tới gặp em. Nè mày ngon mày đi luôn đi. Dịch con cái bóp mà. Mà nó cắn hơn chó nữa. Nó cũng cắn anh mà. Mày nại hỏng người ta, mày biểu người ta đừng cắn mày. Linh, anh muốn làm lại từ đầu. Đó là điều anh muốn, chứ em thì không. Người yêu của mày có con với người khác mà mày không biết. Đấy gọi là yêu hả? Em bỏ đứa bé nha. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Đừng bao giờ. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Tới rồi. Tao tới rồi. Mày về đi. Có một chiếc xe cũng làm không xong nữa. Lệ mà lệ mề. Lúc cần thì không có. Bây giờ lại đi rồi mày tới để làm gì nữa. Mày đi về đi. Mày kêu tao đi lấy xe mà mày không đưa chìa khóa. Bố tao lấy được à? À ha. Bây giờ mày mới ở ha. Tao đẩy xe như một con chó từ cầu Ông Lãnh tới đây để nhận được hai chữ ở ha của mày ạ. Tao nợ mày à.